Tiểu sử nghệ sĩ Tú Trinh. Nghệ sĩ Tú Trinh là một nữ nghệ sĩ cải lương, nghệ sĩ kịch nói, diễn viên lồng tiếng gạo cội người Việt Nam. Hình ảnh của bà gắn liền với ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả. Từ thành thị cho tới nông thôn, cứ mỗi lần loa phát thanh hay chiếc tivi màu bật lên, khán giả lại nhận ra đấy là Tú Trinh. Thậm chí, rất nhiều người còn vỗ đùi đen đét nhận ra giọng bà từ những âm sắc đầu tiên. Tú Trinh tên khai sinh là Hà Thị Thu Ba, sinh 1952, tại Sài Gòn, quê gốc Quảng Ngãi. Sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo, có 9 anh chị em. Cha của bà là nhạc sĩ cổ nhạc Chính Trích, được xưng tụng trong nhóm ngũ bá danh cầm của sân khấu cải lương tại Sài Gòn. Nghệ sĩ Tú Trinh khởi nghiệp từ ngành cải lương hồ quảng khi còn rất trẻ và chuyên được giao phó những vai tỳ nữ trong các vở tuồng của đoàn Đồng Ấu Minh Tơ. Thời đó, bà diễn cùng các đào kép chính lừng danh là Bo Bo Hoàng, Bạch Liên, Thanh Thế, Bạch Lê. Sau này, Tú Trinh đi làm lồng tiếng cho phim Ấn Độ, phim Hồng Kông. Nhờ giọng nói có âm sắc đặc biệt, Tú Trinh dễ dàng tạo được dấu ấn. Tú Trinh còn từng làm sướng ngôn cho đài phát thanh. Được đào tạo bài bản từ Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn, Tú Trinh đắc xô nghề lồng tiếng từ năm 14 tuổi. Phim Hồng Kông, Đài Loan, Ấn Độ, thời đó không đâu thiếu vắng chất giọng oanh vàng diễn cảm của nghệ sĩ Tú Trinh. Ở lĩnh vực cải lương, Tú Trinh ghi dấu ấn đậm nét qua các vai Thúy Liễu trong Tuồng Lan và Điệp, vai Dung trong Tuồng Tô Ánh Nguyệt. Với kịch nói, có thể kể các vở như Cô Gái Lái Xe và Chiếc Bình Cổ, Tình Nghệ Sĩ, Những Thước Phim Đời, Chuyến Tàu Hoàng Hôn, Lá Sầu Riêng. Bà sớm được mời cộng tác của hầu hết những ban kịch nổi tiếng thời bấy giờ như ban Vũ Đức Duy, Thẩm Thúy Hằng, Kim Cương. Ngoài sân khấu kịch nói, cải lương, bà còn tham gia vào nhiều bộ phim cổ tích, phim truyền hình. Một số phim nổi bật như Anh Yêu Em, Dẫn Mặt Tử Thần, Gọi Tình Yêu Quay Về, Sắc Hoa Màu Nhớ, Đời Vũ Nữ, Tôi Chờ Ông Đạo Diễn, Vũ Khúc Con Cò, Áo Lụa Hà Đông, Trưởng Già Kén Rễ, Lật Mặt 4. Năm 1996, bộ phim truyền hình Gây Bão Người Đẹp Tây Đô đã ghi dấu một mốc son khó quên trong sự nghiệp diễn xuất của Tú Trinh với vai bà mẹ chồng ác nghiệt. Từng cử chỉ, từng lời nói của bà hội đồng Tú Trinh đều làm người xem phải khiếp sợ. Tú Trinh được đông đảo khán giả nhớ đến với lối diễn đặc sắc, ác đến tận cùng. Chỉ mỗi lần bà xuất hiện rồi dương mắt nhìn cô con dâu Bạch Cúc do Việt Trinh đóng là khán giả lại nổi da gà vì ám ảnh. Nhân vật của Tú Trinh có thể đay nghiến con dâu bất cứ lúc nào mà gương mặt vẫn lạnh lùng như mặt nước mùa thu. Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có bà mẹ chồng nào qua nổi bà hội đồng Tú Trinh về mặt độc ác. Cứ nhắc đến hình ảnh lạnh lùng của bà là các cô gái sắp về nhà chồng lại kháo nhau cầu mong mẹ chồng mình đừng như thế. Nói về vai diễn mẹ chồng khắc nghiệt của mình, Tú Trinh từng bộc bạch rằng từng trải qua nhiều khoảng thời gian chật vật mưu sinh nên tôi hiểu luật nhân quả trong đời. Mình đừng làm ác, đừng sinh sự, đừng gieo nghiệp với ai. Tôi là con người thích đi làm từ thiện, tôi muốn chia sẻ nỗi khổ đau với những mảnh đời bất hạnh, xấu số. Đừng thấy tôi đóng vai mẹ chồng độc ác trên phim mà nghĩ tôi ngoài đời như thế. Tất cả khả năng diễn xuất của mình tôi đã đưa lên màn ảnh. Bao nhiêu năm trôi qua, bộ phim Người Đẹp Tây Đô và nhân vật mẹ chồng của tôi vẫn được nhắc đến, đó cũng xem như là niềm vui. Bây giờ tôi ít đóng phim, chỉ an hưởng tuổi già bên con cháu. Tôi xem những sóng gió thị phi xưa cũ là điều cần bỏ lại sau lưng để sống thoải mái, không gò bó và ràng buộc, bà nói. Về đời tư của nữ nghệ sĩ, nghệ sĩ Tú Trinh từng nhiều lần chia sẻ rằng bà có cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Trên màn ảnh cay nghiệt là thế nhưng ngoài đời thực, Tú Trinh cũng chỉ là người phụ nữ yếu mềm. Năm 1979, Tú Trinh kết hôn với nhạc công Cao Phi Long, ông hơn bà 12 tuổi. Tuy nhiên, sống với nhau được một thời gian, Tú Trinh, Phi Long quyết định chia tay, đường ai nấy đi. Thời điểm này, con gái của hai người mới được 15 tháng tuổi. Dù phải chật vật kiếm sống, một mình nuôi con, nhưng Tú Trinh không có ý định đi thêm bước nữa. Hiện tại, bà an hưởng tuổi già bên cạnh con cháu. 40 năm gắn bó với nghề diễn,
Tú Trinh xem nghệ thuật là một phần máu thịt của mình. Bà sống chết với nó, hạnh phúc thăng hoa nhờ nó, và cũng tan vỡ đớn đau vì nó. Những tưởng sau tháng ngày rời bỏ sân khấu, khán giả chẳng còn được thấy Tú Trinh, thì đầu năm 2019, bà trở lại cùng vai diễn người mẹ đáng thương khiến ai cũng xót lòng trong phim Lật Mặt, Nhà Có Khách, do Lý Hải làm đạo diễn. Phim chiếu ở Việt Nam từ đầu tháng 4 năm 2019. Xem Tú Trinh đóng vai người mẹ đơn thân nuôi con nhỏ trong phim, khán giả lại liên tưởng đến hình ảnh bà lặn lội thân cò khắp nơi để kiếm tiền lo cho con, giống ngoài đời thực. Mỗi lần Tú Trinh xuất hiện là một lần người xem vỡ òa, hóa ra trên đời này chẳng có gì thiêng liêng hơn tình mẫu tử. Kể cả khi đã về thế giới bên kia, mẹ vẫn chống lại mệnh trời, ở lại trần gian chăm sóc cậu con ốm đau bệnh tật. Muôn vàn cảm xúc được Tú Trinh đặt để trong nhân vật của mình, để rồi cứ nhìn vào nếp nhăn in hằn và mái tóc bạc phơ của bà, nước mắt người xem cứ tự động chảy. Dẫu vậy, Tú Trinh một lần nữa thẳng thắn chia sẻ rằng hình ảnh của bà ngoài đời thực và hình ảnh trên phim hoàn toàn khác nhau. Tú Trinh bộc bạch, người mẹ trong phim thương con một cách tuyệt đối và sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì con. Còn tôi vẫn thương con, nhưng đặt ra những quy tắc riêng, còn cháu tôi không được làm sai các quy tắc này. Tôi hy vọng qua vai diễn bi thương của mình, các em các cháu sẽ biết yêu thương gia đình và mẹ của mình hơn. Dù có đi đâu hay làm gì, gia đình vẫn luôn là quan trọng nhất. Mỗi bà mẹ sẽ có cách dạy con riêng biệt, nhưng trên tất cả, tình thương mà mẹ dành cho con thì không thế lực nào làm mất đi hay giảm bớt được. Cảm ơn bạn đang xem video tại kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.